chẳng đạt được chân như hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được thánh đế khổ hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được thánh đế tập diệt đạo hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được bốn tịnh lự hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được tám giải giải thoát hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được bốn niệm trụ hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được pháp môn giải thoát không hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được năm loại mắt hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được sáu sáu phép thần thông hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được mười lực Phật, hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được pháp không quên mất hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được tánh luôn luôn xả hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được trí nhất thiết hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc không hoặc bất không chẳng đạt được quả dự lưu hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được quả nhất lai bất hoàn a la hán hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được quả vị độc giác hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được tất cả hạnh đại bồ tát hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được cảnh giới hữu vi hoặc không hoặc bất không, chẳng đạt được cảnh giới vô vi hoặc không hoặc bất không. Đại bồ tát này an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy đối với các hữu tình có sự bố thí hoặc đồ ăn hoặc thức uống hoặc y phục hoặc các hương hoa đồ nằm nhà cửa đèn đuốc giường tòa hoặc các thứ kim cương mạc ni chân châu mạc la yết đa la bối bích ngọc san hô thạch tạng đế thanh kim cương phạ lưu ly li, vân vân đủ các thứ chân báu hoặc các loại thuốc men hương xoa hương bột của cải lúa gạo đồ dùng đối với các thứ ấy đều quán là không hoặc năng thí hoặc sở thí hoặc phước bố thí tất cả như thế cũng quán là không